À, bạn Đoàn Phạm có đặt câu hỏi à, Em tốt nghiệp cao đẳng công nghệ ô tô được 2 năm thì có đi kỹ sư E73 Hàn Quốc được không ạ? À? Hay là bạn à, Trọng Đạt có đặt câu hỏi Là em chỉ có bằng cấp 3 thì có tham gia được E73 đơn hàng Sơn hay không? Em có kinh nghiệm Sơn ạ? À? Hay là bạn à, Huy Nguyễn à, Mình bị viêm gan B thì có đi được E73 hay không? À, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Xuất khẩu lao động du học Nhật Bản Hàn Quốc À, mình có nhận được uh, rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn có liên quan đến cái điều kiện uh, tham gia cái visa E73 đi Hàn Quốc. Uh, và các bạn cũng biết là Hàn Quốc uh, trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là năm 2024 thì đã nới lỏng về cái điều kiện cấp visa cho lao động nước ngoài, uh, cũng như là có nhiều cái cơ hội uh, cho các bạn lao động tại Việt Nam muốn làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc trong cái thời gian sắp tới nên là các bạn có tìm hiểu để đi Hàn Quốc rất là nhiều. Tuy nhiên thì không phải bạn nào, không phải ai cũng biết được là bản thân các bạn có đủ điều kiện để tham gia hay không. Ờ, chính vì vậy thì mình cũng không thể nào trả lời các bạn hết được. Thì thay vì đó thì mình sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ toàn bộ những cái thông tin kiến thức có liên quan đến cái điều kiện để các bạn tham gia được cái diện visa e73 Hàn Quốc ngành sơn và ngành điện hay còn gọi là visa kỹ sư. À, ngành sơn và ngành điện thuộc trong nhóm ngành đóng tàu. À, để các bạn biết được rằng là bản thân các bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. À, tránh trường hợp là à, tìm hiểu không đúng nơi, không đúng chỗ à, cũng như là tiền mất tật mang nhé. À, như các bạn cũng biết thì diện visa E73 là diện visa sang làm về ngành đóng tàu. À, có ba công việc chính đó chính là về hàn xì, về sơn và về điện đối với hàn xì thì ở những video trước thì mình đã chia sẻ khá là nhiều rồi đi hàn xì thì sẽ không yêu cầu về bằng cấp tuy nhiên thì cần phải có tay nghề về hàn xì còn đối với đơn hàng sơn và đơn hàng điện cũng là trong ngành đóng tàu nhưng khi các bạn tham gia thì bắt buộc các bạn phải có bằng cấp cao đẳng nghề trở lên cao đẳng đại học chính vì vậy có nhiều bạn có hỏi mình là em được bên công ty này công ty kia tư vấn là đi đơn hàng sơn E73 mà không cần bằng cấp cao đẳng đại học mà công ty người ta vẫn nhận xử lý cho em được thì mình cũng khuyên các bạn là phải nên tìm hiểu thật là kỹ nhé tránh trường hợp tiền mất tật mang và hôm nay thì mình sẽ tập trung chia sẻ đến các bạn về điều kiện tham gia đối với diện E73 ngành sơn và ngành điện điều kiện về độ tuổi này điều kiện về sức khỏe này điều kiện về bằng cấp cũng như là về kinh nghiệm làm việc. ở à, Điều kiện đầu tiên đó chính là về độ tuổi và sức khỏe. À, độ tuổi các bạn tham gia là từ 23 cho đến 45 tuổi. À, các bạn có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm như là viêm gan B là bên mình cũng sẽ không nhận nhé. Và để làm sao các bạn biết được sức khỏe của mình có đạt điều kiện để đi Hàn Quốc hay không thì khi các bạn ra công ty mình để tìm hiểu và đăng ký nộp hồ sơ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi khám sức khỏe tại những bệnh viện chuyên khám đi Hàn Quốc à, sau khi khám sức khỏe ok đạt thì khi đó là mình mới nhận hồ sơ nhé à, điều kiện thứ hai để các bạn đi được diện visa E73 Hàn Quốc ngành sơn và ngành điện là bắt buộc các bạn phải có bằng cấp cao đẳng nghề trở lên cao đẳng chính quy đại học chính quy mà có các chuyên ngành tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan à, đối với cao đẳng các bạn phải tốt nghiệp trên 5 năm và đại học các bạn phải tốt nghiệp trên một năm yêu cầu về bằng cấp Tuy nhiên thì sẽ không yêu cầu về bảo hiểm hay là không yêu cầu về kinh nghiệm làm việc. Công việc các bạn sang kia cũng chủ yếu là làm về chân tay thôi. Nếu các bạn không có kinh nghiệm đảm bảo về bằng cấp thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể tham gia được. Đối với ngành sơn thì yêu cầu các bạn tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan đến những ngành sau. Thứ nhất là ngành cơ khí như là cơ khí chế tạo này, công nghệ cơ khí, cắt gọt kim loại. Thứ hai là ngành công nghệ ô tô. Thứ ba là ngành hóa học như là về sư phạm hóa học này, công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa dầu. Thứ năm là ngành kỹ thuật đóng tàu, kỹ thuật tàu thủy. Thứ sáu là ngành xây dựng, các chuyên ngành như là về công trình xây dựng xây dựng dân dụng và kỹ thuật xây dựng và thứ bảy là ngành vật liệu như là kỹ thuật vật liệu vật liệu xây dựng nhận các bạn có bằng cao đẳng nghề học tại chức hoặc là học liên thông thì các bạn đều có thể tham gia được các bạn có những cái chuyên ngành tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan những cái ngành như trên thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia được hoặc các bạn có bằng cấp mà không biết mình có tham gia được hay không thì các bạn hãy chụp cho mình ảnh bằng cũng như là bằng điểm nhé gửi cho mình qua số Zalo 0374988926 926 thì mình sẽ check xem là các bạn có tham gia được theo cái diện visa E-73 sau đây không nhé. À, còn đối với diện visa E-73 ngành điện thì bắt buộc các bạn phải tốt nghiệp cao đẳng nghề trở lên, cao đẳng đại học à, thuộc các à, chuyên ngành các ngành có liên quan đến điện như là điện điện tử này, điện dân dụng, điện công nghiệp, à, hệ thống điện, à, công nghệ kỹ thuật điện. À, đối với đơn hàng sơn điện E-73 ở bên mình khi các bạn tham gia thì chỉ cần nộp hồ sơ không cần phải phỏng vấn không cần phải thi tuyển các bạn cũng không yêu cầu bắt buộc phải học tập trung tại công ty có thể là học online hoặc là các bạn sẽ tự học ở những cái trung tâm ở gần nhà để đảm bảo về tiếng khi các bạn sang kia làm được việc thôi chứ cũng không bắt buộc các bạn phải thi chứng chỉ tiếng và thời gian bay giao động từ khoảng 5 cho đến 8 tháng nhé về lương cũng như về chế độ đãi ngộ cũng khá là tốt với cái mức lương cơ bản là khoảng 45 triệu một tháng, vẫn chưa tính tiền làm thêm. Các bạn có cái cơ hội được sinh sống làm việc lâu dài tại Hàn Quốc và có cơ hội được bảo lãnh người thân người nhà sang ở cùng. Và các bạn, các anh chị em nào mong muốn được đi làm việc tại Hàn Quốc trong cái thời gian sắp tới mà muốn đi theo cái diện visa E73, có bằng cấp cao đẳng đại học thuộc những cái chuyên ngành có liên quan mà mình vừa kể trên thì các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với mình qua số Zalo 0374 988 926 thì trực tiếp mình sẽ là người hỗ trợ tư vấn hoặc có thể lên trực tiếp công ty mình để tìm hiểu nhé. Thì địa chỉ công ty mình sẽ gửi qua tin nhắn cho các bạn. Về hồ sơ thủ tục quy trình thì rất là rõ ràng, các bạn hoàn toàn là yên tâm nhé. À, đến đây thì mình xin được kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng tiếc một like và nhớ đăng ký kênh của mình để có thể xem thêm nhiều những cái video mà mình chia sẻ cũng như là cập nhật về các chương trình đi hàn quốc sắp tới nhé